Xin chào tất cả các bạn, ở trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để cài đặt tất cả các cái plugins thuộc nhà iZotope. Được rồi, trước khi mà vào vấn đề chính thì mình chỉ muốn nói rằng là khi mà các bạn đã thanh toán plugins ở trên website của chúng mình, các bạn sẽ được gửi một cái mã code kích hoạt vào thẳng email của các bạn, và mình muốn các bạn hãy lưu giữ cái code đó thật cẩn thận, bởi vì đấy sẽ là cái code để định danh, để định nghĩa được cái plugins mà các bạn vừa thanh toán. Nghĩa rằng là khi các bạn mua cái plugins đấy thì các bạn chỉ có duy nhất một cái code đấy trên toàn bộ hệ thống thôi. Cho nên là sau, ví dụ như khi các bạn cài lại Win máy này, hay là các bạn đổi máy mà muốn cài lại cái plugins đó, thì các bạn chỉ được phép sử dụng duy nhất cái mã code mà mình đã đưa cho các bạn thôi. Đó, cho nên rằng là hãy lưu giữ nó thật cẩn thận. Bây giờ nhá, khi mà các bạn đã có cái mã này rồi thì việc đầu tiên mình muốn các bạn làm đó chính là tải cái phần mềm này. Đây là cái phần mềm iZotope Product Portal. Mình sẽ để link download ở dưới phần mô tả, có cả phiên bản cho Windows và MacBook. Khi tải về thì giao diện nó trông như thế này. Ở đây thì mình đã cài sẵn cái phiên bản của mình rồi, cho nên là nhìn nó hơi nhiều plugins, nhìn nó hơi rối mắt tí. Nhưng mà khi mở ra mà những bạn nào mới chưa mua plugins nào ấy thì nó sẽ trống trơn. Vậy thì bây giờ tiếp theo các bạn hãy nhấn vào cái hình cái dấu cộng có cái mã ở đây này. Đấy, các bạn thấy không? Add a serial number này, ấn vào đây. Sau đó các bạn hãy điền cái mã của các bạn mà mình vừa gửi về email vào trong này. Cái mã này nó sẽ có cái đầu SN đó. Sau đó là cái mã ở đằng sau. Sau khi mà các bạn đã nhập vào đây rồi thì nhấn submit này. Submit xong thì các bạn có thể kích hoạt và điều khiển cái plugin của mình thông qua máy tính hoặc là thông qua iLog. iLog là một cái giao diện điều khiển plugins khác, quản lý plugins. Mình sẽ không nói ở trong video này, mà mình sẽ muốn các bạn cài đặt nhanh bằng ấn vào cái hình máy tính ở đây rồi nhấn activate. Đó, sau khi mà activate xong ấy thì nó sẽ hiện ra tất cả những cái plugins mà bạn vừa nhập mã vào. Ví dụ nhá, như là cái hình Ozone 10 Advanced ở đây này. Các bạn thấy không? Ví dụ như cái mã mình vừa nhập nó là Ozone 10 Advanced, thì sau khi mà các bạn nhập mã xong thì cái Ozone 10 Advanced nó sẽ hiện ra ở ngay trên cái giao diện của các bạn. Việc tiếp theo các bạn cần làm là chính là nhấn vào install ở đây này, install này để cài đặt. Đó. Sau các bạn chờ cho nó cài đến 100%. Ok, được rồi nhá. Sau khi mà các bạn đã chờ nó cài xong, mình nghĩ là chờ cũng khoảng thời gian khá là lâu đấy. Bởi vì cái plugin này nó có khá là nhiều cái plugin con ở trong, thì nó sẽ hiện ra cái chữ install ở đây này. Đó, thì tức là các bạn đã cài đặt thành công. Sau khi mà cài đặt thành công rồi thì các bạn vào trong FL Studio. Đấy, và trong FL Studio chúng ta sẽ nhấn vào Add này, chọn Refresh Plugin List. Chờ nó một chút. Ok nhá. Đấy, sau đó thì các bạn sẽ thấy rằng là tất cả cái plugin mà chúng ta vừa cài ấy, nó bắt đầu hiện ra ở bên này. Đấy, thấy không? Và các bạn hãy để ý rằng là tất cả những plugins mà các bạn vừa cài xong nó sẽ có màu vàng ở đây. Đây, ví dụ như là đây, màu trắng này này, tức là đã cài sẵn rồi. Còn màu vàng này này, tức là vừa cài. Vậy thì để thêm được một cái plugin vào trong cái bảng thanh mixer này của chúng ta ấy, thì các bạn hãy chọn là mục effect nhé. Ở đây nó sẽ có hai mục này, generator và effect này. Generator là dành cho các cái nhạc cụ ở đây. Còn effect ấy là để cho các cái plugins hiệu ứng ở trong này. Vậy thì ví dụ như là để thêm cái Ozone Dynamic EQ này này, thì các bạn nhấn chuột phải vào nó nhé, chọn Add to Plugins Database, rồi nhấn Yes. Sau đó ấy, thì bây giờ plugin của các bạn nó đã hiện ở đằng ngay trên đầu này rồi. Đấy, ấn vào thì nó sẽ hiện ra như thế này. Đó, đấy là cách để cài các cái plugins thuộc nhà iZotope. Mình mong rằng cái video này có ích và các bạn sẽ cài đặt thành công. Được rồi, cảm ơn các bạn vì đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Peace.